Cùng với các địa phương khác trên cả nước, trong những ngày này, các chùa, cơ sở tự viện tại địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để chào đón Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566. Sau 2 năm tạm ngưng tổ chức vì COVID-19, mùa lễ Phật Đản năm nay được các tăng ni, đồng bào Phật tử đón nhận với sự hân hoan, tất cả cùng hướng về ngày Đức Phật Đản sinh với tấm lòng thành kính thiêng liêng. Tại chùa Hải Hội, quận Sơn Trà, các khâu trang trí chào mừng Đại lễ Phật Đản được lên kế hoạch từ sớm. Khu vực lễ đài đến cờ hoa trong khuôn viên chùa đều được chuẩn bị tươm tất. Tuy tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, song chùa Hải Hội vẫn quán triệt đạo hữu Phật tử khi đến tham dự lễ vẫn phải tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch, vừa giữ gìn không khí trang nghiêm, vừa đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Cũng là người con của Phật nên năm nay là được tổ chức. Cảm thấy là cũng vui, cũng mừng, phấn khởi là được làm đi lễ. Khi làm lễ thì mình cũng là bịt khẩu trang, làm khẩu trang rồi cũng đứng, cũng giãn cách để cho bảo vệ. Thứ nhất là bảo vệ cho mình, rồi bảo vệ người thân, bảo vệ cho mọi người. Không chỉ riêng chùa Hải Hội, trước thêm lễ Phật Đản, các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố cũng rộn ràng không khí chuẩn bị. Theo văn bản hướng dẫn của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Phật Đản có thể tổ chức trọng thể trong một ngày hoặc tổ chức tuần lễ kính mừng Phật Đản tùy theo tình hình thực tế của địa phương. 4 giờ sáng ngày 15 tháng 5 năm 2022, tức 15 tháng 4 âm lịch, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước cử 3 hồi chuông chống Bát Nhã kính mừng Đức Phật Đản sinh, cầu nguyện quốc thái dân an. Tại các chùa trong quận cũng đã nói thông báo về các tư gia treo cờ làm là bà hương án và luôn luôn tinh tấn tu tập và để tại các chùa làm lễ kính mừng Phật Đản. Bây giờ cũng linh hoạt trong 5K để tổ chức Phật Đản được vừa trang trọng vừa là hợp với cái thời kỳ kiểm soát dịch bệnh. Chính vì thế trong ban tổ chức Phật Đản cũng đã tổ chức khử khuẩn và cũng như khẩu trang và để cái tổ chức buổi lễ cho được hoàn thiện và tốt đẹp, không có bị ảnh hưởng về dịch Covid. Lễ Phật Đản là lễ hội văn hóa của Phật giáo, được Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tôn giáo của thế giới, là ngày đại lễ kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Ở Việt Nam, đại lễ thường được tổ chức trong một tuần, bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 cho đến rằm tháng 4 âm lịch hàng năm.